buổi sáng ngày hôm nay có tới 3 chiếc xe công lực phục vụ công trình ở đây các bạn nhé. Anh thử con xe này ở đâu đấy? À, vẫn anh Tuấn à?
trước này. Các bạn có thể thấy con này máy hút 40 luôn. Đường nghiêng nhưng pha đổ ven như này rất là dễ lật.
buổi sáng ngày hôm nay có tới 3 chiếc xe câu lạc bộ công trình ở đây các bạn nhé. Chiếc xe siêu khủng lồ sẽ tiến vào lễ đài đây các bạn nhé. Con tài xế công nông buổi sáng hôm nay chạy rất là đông.